Cô An, sợi dây chuyền này là của cô. Chính cô vừa thú nhận. Đúng là sợi dây chuyền này là của tôi. Nhưng mà tại hiện trường vụ án, chúng tôi cũng tìm thấy sợi dây chuyền này. Tất cả những vật chứng này đã đủ để buộc tội cô. Thủy An, nhà tù mới là gia đình thực sự của cô. Đã có người đứng ra làm chứng cho con bé rồi. Cái gì? Ba nói là có người đứng ra làm chứng rồi hả? Anh chuyển sang ký hợp đồng với cô ta từ khi nào vậy hả? Là cô đã sai hợp đồng, cho nên tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với cô. Vậy cô nghĩ tôi tin lời của cô thì tình chính mắt tôi nhìn thấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc mà bà Như thuê tôi đâu có biết Thủy An là ai đâu. Đi điều tra rồi tôi mới biết Thủy An là người tốt. Tôi nghĩ là Thủy An giết ông Sự để trả thù. Anh xuống đây nói chuyện với em đi. Anh không được bỏ đi như vậy. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà. Anh Vũ à, anh Vũ à, anh Vũ.